Kính chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Iran vẫn mập mờ về cái chết của thủ lĩnh Hamas. Một số kênh truyền thông và chính trị gia Iran liên tục yêu cầu chính quyền có câu trả lời về những sơ suất an ninh dẫn đến vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại nhà khách chính phủ ở Tehran. Trong khi nhiều quan chức và chính trị gia Iran kêu gọi trả đũa mạnh mẽ đối với Israel vì vụ ám sát khi ông đang ngủ, một số người trong cuộc nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu là phải hiểu được cách thức thực hiện vụ ám sát này. Theo kênh Iran International, cựu nghị sĩ cấp cao Hezmatolat Falahepsib cho rằng kịch bản quan trọng nhất cần cân nhắc liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh Haniyeh là kịch bản thâm nhập. Vấn đề này cần được phân tích và đánh giá cẩn thận. Tôi hy vọng rằng các kịch bản mà một số chuyên gia đưa ra trên truyền hình quốc gia và một số phương tiện truyền thông không được sử dụng làm cái cớ để trốn tránh trách nhiệm. Các quan chức an ninh và tình báo Iran hầu như im lặng về bối cảnh chính xác và loại vũ khí được sử dụng trong 3 ngày đầu sau vụ ám sát. Điều này dẫn đến nhiều đồn đoán trên cả phương tiện truyền thông Iran và nước ngoài. Tờ The New York Times cho rằng một quả bom được đặt trong nhà khách 2 tháng trước đã giết chết thủ lĩnh Haniyeh, chứ không phải bất kỳ đầu đạn nào được bắn từ trên không hoặc trên mặt đất. Hôm 3 tháng 8, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã đưa ra tuyên bố bác bỏ kịch bản này và thông báo rằng thủ lĩnh Haniyeh đã bị giết bởi một đầu đạn nhỏ, tầm ngắn, được bắn từ khu vực gần khu nhà khách. Tuy nhiên, những lời chỉ trích đối với các cơ quan an ninh và tình báo vẫn tiếp tục. Chính trị gia thuộc mặt trận cải cách Java Enam đã viết trên mạng xã hội X kêu gọi Tổng thống Masoud Pezeshkian hành động. Ông Javan Emam nói, vụ ám sát ông Ismail Haniyeh trên lãnh thổ Iran là lời cảnh báo về sự bất tài và kém hiệu quả của một số bộ phận trong bộ máy tình báo và an ninh của đất nước. Ông Emam thúc giục Tổng thống Pezeshkian thực hiện cải cách về nhân sự và các vấn đề khác. Ông này nhấn mạnh, trước hết, hãy hành động để cải tổ lực lượng tình báo và an ninh, và nếu cần thiết, hãy tuyển chọn lại. Trong khi đó, ông Palahasip cho rằng những vụ như vụ ám sát thủ lĩnh Haniyeh cho thấy vẫn còn những lỗ hổng an ninh cụ thể cần được giải quyết khẩn cấp, và việc giải quyết những sai sót này phải là một trong những ưu tiên chính của chính quyền mới. Bất chấp những lời kêu gọi về một cuộc điều tra nghiêm túc và buộc các quan chức an ninh chịu trách nhiệm về sự thất bại trong việc bảo vệ khách nước ngoài cấp cao, cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hành động nào từ chính quyền Iran. Trong khi đó, vấn đề đang trở thành tâm điểm ở Iran là cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng nhằm vào Israel. Israel săn chỉ huy Hezbollah nhận lại đòn không kích. Tờ Jerusalem Post cho hay, không quân Israel, IAF, đã thực hiện các đòn tấn công hướng tới khu vực F3 của Liban. Mục đích đòn tấn công nhằm vào chỉ huy Ali Jamal al-Din của lực lượng Radwan thuộc Hezbollah. Ngoài ra, IAF còn tấn công vào một cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng của nhóm Hezbollah ở khu vực Kaf Kela, miền nam Liban. Hezbollah cũng đáp trả bằng các cuộc không kích vào lãnh thổ Israel, khiến còi báo động vang lên từ 20 giờ 30 phút đến 20 giờ 46 phút ở khu vực miền thượng và tây Galilee. Jerusalem Post mô tả, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã bắn hạ một số mục tiêu trên không, song vẫn để lọt một số mục tiêu ở khu vực núi Meron. Không có thương vong nào được báo cáo. Căng thẳng giữa Israel với Iran và nhóm do Iran hậu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm kể từ ngày 31 tháng 7 khi thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại phòng ngủ ở Tehran khi tới Iran dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Masoud Pezeshkian. Israel không xác nhận cũng không phủ nhận vụ ám sát, nhưng tuyên bố đã hạ sát chỉ huy Hezbollah Fuad Shuk trong một cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Liban. Nhiều nước kêu gọi xuống thang căng thẳng ở Trung Đông. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Jordan Ayman Safadi kết thúc chuyến thăm hiếm hoi tới Iran hôm 4 tháng 8 với lời kêu gọi chấm dứt leo thang bạo lực và để khu vực này có thể sống trong hòa bình, an ninh và ổn định. Trước đó, tại cuộc hội đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, ông Safadi chỉ trích gay gắt vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại thủ đô Tehran, Iran. Quan chức này cũng kêu gọi các hành động hiệu quả hơn để chấm dứt cuộc khủng hoảng tại dải Gaza và bảo vệ toàn bộ khu vực khỏi hậu quả tiềm tàng của một cuộc xung đột lan rộng.
Cùng ngày, nhóm 7 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới G7 thúc giục sự kiềm chế và xuống thang ở Trung Đông khi nhận định các sự kiện gần đây đe dọa gây ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn tại đó. Tuyên bố của G7 cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan không tiếp tục vòng xoáy bạo lực trả đũa hiện nay. Một loạt động thái ngoại giao nói trên diễn ra theo sau các cuộc tiếp xúc liên tục giữa Mỹ và các đối tác, trong đó có Pháp, Anh, Ý và Ai Cập, nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Bên cạnh đó, Nhà Trắng hôm 4 tháng 8 cho biết Mỹ đang gia tăng sức mạnh quân sự ở Trung Đông như một biện pháp phòng thủ với mục tiêu giảm căng thẳng trong khu vực. Trả lời phỏng vấn đài CBS, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Jonathan Feiner nhắc lại sự việc Iran tấn công Israel bằng hàng trăm quả rocket hồi tháng 4 và nhấn mạnh Mỹ muốn chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tái diễn vụ việc tương tự. Nỗi lo về nguy cơ Iran tấn công trả đũa đang gây nhiều xáo trộn tại Israel. Mới nhất, theo tờ The New York Times, một số hãng hàng không như Delta Airlines, United Airlines Mỹ, Lufthansa Đức, Aegean Airlines Hy Lạp đã đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Israel. Theo một quan chức Israel giấu tên, diễn biến này đã khiến hàng chục ngàn người không thể về nước. Ở chiều ngược lại, nhiều nước, trong đó có Anh, Canada, Pháp, Mỹ, đang thúc giục công dân rời Liban lập tức do lo ngại xung đột lan rộng. Iran phát tín hiệu sắp tấn công Israel. Iran ban hành điện báo hàng không khẩn cấp NOTAM, cảnh báo máy bay về những nguy hiểm và khuyến cáo các hãng thay đổi lộ trình. Điện báo NOTAM được chính phủ Iran ban hành ngày 5 tháng 8, nhấn mạnh về sự nguy hiểm đối với các máy bay khai thác hành trình ở khu vực miền Trung, phía Tây và Tây Bắc đất nước. Động thái trên khiến nhiều người cho rằng Iran sắp tấn công Israel nhằm trả đũa vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran trong một cuộc tấn công mà họ đổ lỗi cho Israel. Iran cùng lúc cũng tuyên bố không muốn leo thang nhưng phải trừng phạt Israel để ổn định khu vực. Iran muốn thiết lập ổn định khu vực nhưng mục tiêu này chỉ có thể đạt được bằng cách trừng phạt kẻ gây hấn và tạo ra sự răn đe chống lại chủ nghĩa phiêu lưu của Israel. Jerusalem Post dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani ngày 5 tháng 8 thêm rằng hành động đáp trả của Iran là không thể tránh khỏi. Không ai có quyền nghi ngờ quyền hợp pháp của Iran trong việc trừng phạt Israel. Phát ngôn viên Kanani nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi Mỹ ngừng viện trợ Israel. Tư lệnh vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cùng ngày lặp lại cảnh báo Israel sẽ phải nhận sự trừng phạt vào thời điểm thích hợp. Trước những tuyên bố đanh thép của Iran, phía Israel cho biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho những kịch bản cực đoan. Các tình huống ấy bao gồm tấn công vào căn cứ của quân đội Israel IDF ở quy mô chưa từng có bằng máy bay không người lái UAV, tên lửa và các cuộc tấn công bằng rocket vào các mục tiêu từ cơ sở hạ tầng quốc gia đến biên giới phía Bắc với Haifa và thậm chí cả Tel Aviv. Đối với mỗi tình huống, IDF khẳng định đều có biện pháp phòng thủ và tấn công. IDF có các hệ thống phòng thủ chủ động thuộc dạng đỉnh nhất thế giới như Iron Dome, Magic Wand và hệ thống Arrow 2-3. Không quân Israel đang trong tình trạng báo động cao, kết hợp với sức mạnh của hải quân, sẵn sàng ứng phó mọi cuộc tấn công. Căng thẳng giữa Israel và Iran đã leo thang kể từ ngày 31 tháng 7, khi thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại phòng ngủ ở Tehran khi tới Iran dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Masoud Pezeshkian. Israel không xác nhận cũng không phủ nhận vụ ám sát, nhưng tuyên bố đã hạ sát chỉ huy Hezbollah Fuad Shuk trong một cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Liban. Trước tình hình căng thẳng giữa Israel với Liban và Iran gia tăng và diễn biến phức tạp gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng và tài sản công dân, Bộ Ngoại giao cảnh báo công dân Việt Nam không nên đến Liban, Iran và Israel trong thời điểm này. Trong trường hợp đang ở Liban, cần sớm sơ tán người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam, tuân thủ các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh an toàn của chính quyền sở tại. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại giao, Cục lãnh sự hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, Iran, Israel và các nước lân cận để phản ứng kịp thời. Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân. Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Liban 201-02-613-9869. Đại sứ quán Việt Nam tại Iran 98-21-2-13-9869.
02-224-11670, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel 972-50-818-6116, Tổng đài Bảo hộ Công dân của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao 84-981-84-84-84. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.